rồi đất cũng đang bấp bênh rồi mày. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
không? Con cúng cúng đầu năm chưa? Dạ đầu năm rồi. Con chạy mấy chén? Tính ra đường đi ra Quy Nhơn là bao nhiêu nữa nè, còn đi đâu? Thank you.
có khấu khách ở đây Quy Nhơn luôn đó. Mai mốt nếu mà ai muốn đi từ Đà Nẵng á, bắt khóc đi được. Không, đi lúc được á, lại khánh là this is our driver. Bắt khóc lúc đâu được, không? Bắt khóc từ Đà Nẵng mà đi tới Quảng Ngãi, Quảng Ngãi bắt khóc đi Quy Nhơn luôn. Đó. Quy Nhơn bắt đi Nha Trang luôn. Bắt khóc đi Nha Trang luôn đó. Cảm ơn chú. The lime up, you see how slow the lime up? Slow the lime up this time, because how slow the lime up. See? Hotel. Thank you.
Tao thấy chứ. Đâu? This is Queen Ong, where my husband was born. Nice. Queen Ong, not Queen Ong. Queen Ong. Nice. This is a swimming pool of the hotel. Nice. Bên này là phố đi bộ. Dạ, bên này là phố đi bộ. Đây là hồ Đống Đa vậy. Bên này là hồ Đống Đa. Bên này là hồ Đống Đa hả? Đây là một tầng thành phố đi lên. Đây là cái khu vườn.
King? No, no, the University. Oh, University? Yeah. University. Oh, big. University. And my mama. Trường đại học Quy Nhơn này. Đây là công viên thiên nhiên đó. Có bao nhiêu đây? Có bao nhiêu? Chỗ nhà ngay chỗ metro của chú hả? À. Chú ở lên đó khoảng 3 cây. 3 cây hả? Dạ. 3 cây, nếu mà đợi nó còn nhà số, nếu mà chú có muốn đi thì mai chú cứ gọi con. À. Rồi chở lên đó, mà mai mình cũng đi với mình có thể đi bây giờ vậy nè. Chở lên Hàm Bạch Tử và Tháp Đôi luôn. Còn
mọi người thích là mình đi cây số, chú cây số là 25.000 cây số, là chú lên chú chơi rồi chừng nào chú thích gì chú gọi con lên đón chú về. Còn nếu mà chú đi giờ như vậy là con ngồi chờ chú luôn, chú bao con á. Bao là bao giờ là con ngồi chờ chú đi, chú chơi để là con chở chú về luôn. Còn mình đi cây số thì không có chờ được là con phải đi về. Rồi chú gọi chừng nào về là con tra số chú gạt. Đây là cái khách sạn của Nhân Sài Gòn. Còn cái này là cái chung cư tơ MS. Còn cái này là cái tượng đài Chiến Thắng này chưa? Xưa là cái tượng đài Chiến Thắng nó nằm ở trong này chú. Dạ. Rồi bắt đầu người ta dời ra cho cái nhập đó nó bướng á. Người ta dời ra người này rồi cái này đỡ cho mấy đứa rồi là con Quyên nhìn trẻ em lên chơi á. Queen? No, no, the...
University. Oh, University. University. Oh, big. Mama. Trường đại học Quy Nhơn. Đây là công viên Quy Nhơn đó. Là cũng như gần đây mà. 16 tuổi hỏi đúng rồi. Đúng rồi. Mất rồi, mất rồi. Mất rồi. Mưa
có tới vô được khi tụi mình thôi. Exactly.
mai hậu sẽ lấy mặt trời lên.